Mở đầu cho phần điểm tuần hôm nay thì tôi xin được đề cập về một thái độ khiến ai nhìn thấy cũng có cảm giác phẫn nộ. Đó là sự tỉnh bơ và điềm nhiên đến lạ lùng của Nguyễn Xuân Thu, Chủ tịch Vinaca, nơi được quảng cáo là cho ra lò các sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư số 1 Việt Nam, nhưng lại được làm từ than tre. Dù bị các trinh sát tóm gọn khi đang trốn chạy trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhưng tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Thu, tổng giám đốc công ty Vinaca, vẫn tỏ ra hoàn toàn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, theo lãnh đạo công an thành phố Hải Phòng, trong suốt một tháng trước đó, Thu đã liên tục thay đổi các địa bàn để lẩn trốn hòng thoát thân, chủ yếu di chuyển trên các xe taxi. Trong khi đó vẫn thường xuyên livestream trực tiếp trên mạng xã hội, thông báo sẽ làm đơn kiện để trấn an những người tham gia hệ thống khởi nghiệp và đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Quý vị thấy đấy ạ, dường như là chẳng ai có thể nhìn thấy được chút nào thái độ ăn năn, hối cải của người đàn ông này sau khi có quá nhiều người ở hơn 20 tỉnh thành trở thành nạn nhân của anh ta và hệ thống đa cấp Vinaca. Không chỉ lấy mất tiền bạc, công sức của họ, mà điều đáng trách hơn là Vinaca đã cướp đi cả niềm tin được sống của những bệnh nhân ung thư. Aristotle, nhà khoa học và triết gia nổi tiếng thời Hy Lạp cổ đại đã từng nhận định, có một sự khác biệt nhỏ giữa người với người nhưng lại tạo ra khác biệt lớn. Khác biệt nhỏ là thái độ, còn khác biệt lớn là sự tích cực hay tiêu cực. Và nhận định này không chỉ đúng trong mối quan hệ giữa người với người, mà ngay cả trong công việc cũng vậy. Xảy một ly là đi một dặm. Chỉ với một thái độ thờ ơ, thiếu cẩn trọng, vẫn được núp dưới câu nói là sơ suất đáng tiếc khi mà xử lý công việc thì đã mang đến những hệ quả tiêu cực. Bởi những sản phẩm như là Vinaca V5 hay là Vinaca CO3.2 được gắn thêm với những từ như là ung thư thì đã khiến cho người tiêu dùng hiểu nhầm. Và chúng thì được Sở Y tế Hải Phòng cấp phép. Trên nhãn mác, sản phẩm này được quảng cáo giống như là thực phẩm chức năng, với công dụng được thổi phồng như một thần dược hỗ trợ điều trị hàng loạt các căn bệnh nan y như ung thư, u biếu, viêm loét dạ dày, tá tràng, thậm chí là HIV. Thế nhưng, thực chất trên hồ sơ công bố chất lượng lại chỉ là mỹ phẩm. Tại sao Sở Y tế Hải Phòng lại dễ dàng cấp xác nhận công bố chất lượng cho một loại mỹ phẩm đựng trong các viên năng, dù điều này là trái so với quy định hiện hành? Cái này thì có lẽ là do quá trình anh em tiếp nhận quá nhiều những cái hồ sơ, cho nên tôi cho rằng là đây là một cái sơ suất mà cũng là cái sự cố nó đáng tiếc trong cái việc này. Sơ suất ấy đã biến 6 mặt hàng mỹ phẩm của Vinaca thành các loại thực phẩm chức năng giả để lừa dối người dùng. Theo quy định, sau khi xác nhận công bố chất lượng, Sở Y tế phải tiến hành hậu kiểm sản phẩm trên thị trường. Tuy nhiên, trong suốt 9 tháng qua, đơn vị này chưa hề hậu kiểm một lần với cơ sở sản xuất cũng như sản phẩm của Vinaca, trong khi nhãn hàng này đã ồ ạt bán ra thị trường. Theo lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường, khi mà hành vi sản xuất hàng giả của Vinaca bị phanh phui, thì Sở Y tế Hải Phòng cũng không thể chối bỏ trách nhiệm trong vai trò quản lý của mình. Việc mà cấp cái sản phẩm mà lại là sản phẩm hàng giả như vậy thì tôi cho cũng là gián tiếp, không trực tiếp thì gián tiếp, góp phần để tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để đưa ra lừa đảo người tiêu dùng. Vâng, các cụ nhà ta có câu là cả giận mất khôn. Mỗi khi nóng giận thì nhiều người bị mất đi sự bình tĩnh thường có. Trong tuần qua, cũng chỉ từ những mâu thuẫn và va chạm không đáng có mà xảy ra những hậu quả thật đáng tiếc. Những nhân vật chính trong các trích đoạn không mong muốn dưới đây đã không kiềm chế được thái độ nóng nảy của mình khi tham gia giao thông và khiến dư luận vô cùng bức xúc. Ngày 30 tháng 4 vừa qua, mạng xã hội chia sẻ video clip về một lái xe bán tải đi vào phần đường ngược chiều rồi xảy ra mâu thuẫn với một xe khác đi đúng chiều. Sau đó, người lái xe bán tải đã lùi xe với tốc độ cao và cán trúng một người phụ nữ đi xe đạp đằng sau, cú tông mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Cũng nóng giận mất khôn, sau va chạm với xe máy điện của một nam sinh viên, trước đề nghị của công an phường rằng nam sinh này nên vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe trước đã, nữ lái xe ô tô đã to tiếng phản bác. Con người quan trọng nhỉ? Con người không ạ? Cái này con người không nhìn rồi, con người không quan trọng. Vâng, con người không quan trọng, đúng là một câu nói rất đáng tiếc, được thốt ra từ những lúc mà vị chủ nhân của chiếc xe vừa rồi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Và theo thông tin mới nhất mà chúng tôi mới nhận được, thì đội cảnh sát giao thông quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng cho biết là đã chuyển vụ việc nữ tài xế phát ngôn gây phẫn nộ này sau va chạm giao thông sang cơ quan điều tra. Và theo cơ quan công an thì vụ va chạm giao thông không nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau vụ việc thì đơn vị đã mời nữ tài xế này tới làm việc, nhưng chị này đã không hợp tác. Đội cảnh sát giao thông đã báo cáo lãnh đạo công an quận Ngô Quyền và nhận được sự đồng ý là chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra cung cấp. Và tiếp theo thì cũng xin được chuyển sang một câu chuyện khác trong tuần, mà qua đó thì người ta thấy được sự ngây thơ, chống chế của một bộ phận sinh viên khi mà lao đầu vào những game đánh bạc trên điện thoại di động một cách mất kiểm soát. Game cờ bạc trá hình RickVip và TipClub mới bị lực lượng chức năng đánh sập, thì mới đây nhiều game cờ bạc trá hình khác lại tạo cơn sốt trên các ứng dụng điện thoại thông minh. Dễ dàng cài đặt, cách chơi đơn giản, lại có thể đổi ra tiền mặt nếu thắng cuộc. Và chúng chỉ tồn tại được khi có người chơi. Ở đây là những bạn sinh viên đang say mê với các loại trò chơi đỏ đen này, bất chấp thời gian và tiền bạc. Và lý giải của họ thì rất đỗi đơn giản. Có một vài cái trò nó cho đổi ra tiền thật đấy ạ. Nên là chơi cũng ham lắm. Tiền bố mẹ cho thì chơi, thì em chơi ít mà, em có chơi tiền triệu đâu ạ. Chơi thì hết tiền ăn rồi, tiền học thì không dám động vào. Em nhịn, nhưng mà kiểu ngày bình thường em ăn cơm thì em chuyển sang ăn mì tôm. Em nghĩ là không vi phạm pháp luật. Mình là chơi trên điện thoại nó chỉ là mang tính giải trí chứ không mang tính cờ bạc như ở ngoài đời. Ví dụ như là em nạp khoảng 100 vào thì em sẽ được 70.000 xu. Vâng, thưa quý vị, cuộc sống của mỗi người đều như nhau, 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, và việc chúng ta phân chia thời gian trong ngày để làm gì cũng là điều rất quan trọng. Thay vì nướng thời gian và đánh cược vận may của mình vào những trò đỏ đen như là những bạn sinh viên nói trên, mà chúng tôi coi đó chỉ là những trường hợp cá biệt, là một bộ phận, thì vẫn còn đó rất nhiều bạn trẻ đang tích góp từng giờ để mỗi ngày của mình trôi qua là một ngày đầy ý nghĩa. Và tôi đang muốn đề cập đến câu chuyện về những bạn trẻ mà thủ lĩnh của họ là một chàng trai đặc biệt. Cậu đã tốt nghiệp 3 trường đại học và một trong số đó là Đại học Harvard danh tiếng, nhưng đã quyết định để lại cơ hội sau lưng, trở về Việt Nam, kêu gọi những bạn trẻ cùng chung hoài bão để thực hiện dự án Giảng dạy vì Việt Nam và truyền cho mọi người thái độ sống tích cực của mình. Chàng trai mang tên Hạnh Phúc này từng tốt nghiệp Đại học Harvard danh giá ở Mỹ, từ bỏ công việc mức lương hàng ngàn đô la Mỹ để hàng ngày đi đến từng trường học mang tiếng Anh đến học sinh một tỉnh vùng biên. Mình làm một thời gian thì mình ngẫm nghĩ lại, thì mình coi thử coi cuộc đời mình, cái sứ mệnh của cuộc đời mình là gì. Mình có khả năng mình làm được, mình chia sẻ được nhiều nhất cái năng lực của mình thì chỉ có thể là trong giảng dạy mà thôi. Không chỉ bỏ phố về miền xa một mình, Phúc còn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác. Khi mà tiếp xúc với lại những cái em nhỏ ở đây thì mình thấy tụi em nó quá chừng dễ thương đi. Do đó những cái khó khăn khác thì thấy cảm giác nó rất là nhỏ. Từ bỏ gia đình, cơ hội dễ dàng. Từ có nghĩa các bạn đã bước chân ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi một giấc mơ riêng. Những cái khó khăn em đang gặp phải là những cái cơ hội để mà em trau dồi thêm. Mà những cái cơ hội đó em không chắc là có được ở thành phố. Việt Nam có đến 63 tỉnh thành, Hạnh Phúc và những người cùng chí hướng sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, một khi đã tìm được sứ mệnh của mình, họ sẽ làm cho dự án của mình trọn vẹn như chính cái tên, Giảng dạy vì Việt Nam.